Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm 2024, Nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều đợt và gây gắt hơn trung bình nhiều năm. Các đợt nắng nóng tập trung nhiều từ tháng 4 đến tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Các tháng nửa đầu năm 2024, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nguy cơ thiếu hụt mưa và nguồn nước, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa. Vì vậy, tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn có khả năng diễn ra gây gắt hơn so với mọi năm. Cùng với đó, La Nina có thể xuất hiện vào nửa cuối năm 2024, khiến hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh và bất thường hơn. Dự báo bão sẽ hoạt động mạnh vào các tháng 9, 10, 11.